Trước yêu cầu chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, trường mầm non Ít Ong huyện Mường La đã chủ động tham gia và nắm bắt thành quả từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ. Coi chuyển đổi số vừa là thách thức nhưng cũng chính là cơ hội để phát triển và nỗ lực thực hiện mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong chăm sóc giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý giáo dục với mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ trong công tác quản lý, quản trị nhà trường trong giáo dục và nuôi dạy trẻ. Trường mầm non Ít Ong đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, nhất là các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị, làm đầu mối triển khai nhiệm vụ, ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, thành lập đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số của trường, tham gia các buổi hội thảo, tập huấn công nghệ thông tin, từ đó hướng dẫn cho giáo viên, nhân viên toàn trường. Hiện nhà trường đã trang bị TV thông minh cho tất cả các lớp, sử dụng đường truyền Internet để phủ sóng Wi-Fi toàn trường, tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ, sử dụng một số phần mềm quản lý. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lập kế hoạch và tổ chức các buổi tập huấn cho giáo viên, tiếp cận và làm quen với các phần mềm quản lý giáo án và hồ sơ sổ sách điện tử VnEDU, cơ sở dữ liệu ngành, phần mềm web cho kế toán tài chính, quản lý tài sản, quản lý nuôi ăn bán trú, quản lý nhân sự, phần mềm quản lý và điều hành văn bản cổng thông tin điện tử hệ thống Gmail, điện tử ứng dụng hiệu quả các phần mềm hỗ trợ như Google Drive, Google Classroom. Trong tổ chức các cuộc họp tập huấn và sinh hoạt chuyên môn tại trường sử dụng Zalo, Facebook để truyền tải, truyền đạt nội dung thông tin đến cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh. Sử dụng kỹ năng Google Chrome, Google Sheet để lấy thông tin trực tuyến từ giáo viên, cha mẹ trẻ. Tổng hợp thông tin tự động về số học sinh đi học, đăng ký ăn hàng ngày, chấm công giáo viên, thiết kế phiếu để lấy thông tin trực tuyến từ giáo viên, phụ huynh, thiết kế câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến trong khảo sát đánh giá năng lực giáo viên sau các buổi tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, vừa giúp chuyên môn thiết lập công thức tổng hợp kết quả tự động trong các bảng theo dõi đánh giá trẻ em qua từng giai đoạn, giúp tiết kiệm thời gian, tăng hiệu suất công việc, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý của nhà trường. Việc khai thác sử dụng này giúp giáo viên theo kịp xu hướng số hóa trong giáo dục và phát triển năng lực công nghệ một cách toàn diện hơn. Việc ứng dụng quét mã QR chuyển đổi văn bản thành giọng nói để cải tiến làm mới phong phú hấp dẫn hơn đối với hoạt động chơi ngoài trời, hoạt động góc hay hoạt động cung cấp thông tin đối với cha mẹ trẻ trong chăm sóc giáo dục trẻ thông qua các nội dung tạo mã QR cổng thông tin điện tử của nhà trường. Mã QR mô tả chi tiết thông tin của nhà trường và hướng dẫn những điều cha mẹ cần biết tại bảng thông tin tuyên truyền của trường, nhóm lớp, giúp cha mẹ trẻ truy cập dễ dàng tiện lợi hơn. Trường mầm non Ít Ong cũng đã ứng dụng công nghệ số và các công tác tuyên truyền của nhà trường bằng cách gắn mã QR vào các bảng tuyên truyền nhà trường tạo ra, một cách tiếp cận mới mẻ và thú vị cho phụ huynh trong việc tiếp cận thông tin nhà trường. Cũng thiết kế bảng tuyên truyền lớn ở cổng trường có giao diện web có gắn mã QR truy cập vào các kênh thông tin chính của nhà trường như trang web Facebook, YouTube. Ngoài ra, tại góc cha mẹ cần biết ở mỗi lớp có bảng tuyên truyền nhỏ có gắn mã QR gồm những nội dung phụ huynh cần biết liên quan trực tiếp với trang web của nhà trường, giúp phụ huynh tiện theo dõi trong các giờ đón trả trẻ. Trong những năm học qua, cùng với việc chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay, thì việc đổi mới nâng cao chất lượng, áp dụng chuyển đổi số trong quản lý và giảng dạy là vấn đề quan trọng mà trường mầm non Ít Ong luôn chú trọng triển khai thực hiện. Nhà trường luôn xác định công tác chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thể hiện rõ nét trong kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của nhà trường. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, chúng tôi nhận thấy tiếp cận tài nguyên giáo dục được đa dạng hơn, tiết kiệm về thời gian, tạo sự đa dạng trong phương pháp dạy và học, quản lý nhân sự hiệu quả. Nhà trường đã khai thác và sử dụng cổng thông tin điện tử, các phần mềm, cơ sở dữ liệu ngành, phổ cập giáo dục xóa mù chữ, quản lý cán bộ viên chức, quản lý trang thiết bị đồ dùng dạy học, quản lý, kiểm định chất lượng giáo dục, phần mềm hồ sơ giáo án, rồi phần đặc biệt nữa là thu học phí không tiền mặt. Trường mầm non Ít Ong đã triển khai và thực hiện có hiệu quả mạng xã hội như Zalo, Facebook nhà trường
để chia sẻ với cha mẹ trẻ về các thông tin một cách nhanh nhất và kịp thời nhất. Thời gian tới, trường mầm non Ít Ong sẽ tiếp tục xây dựng chiến lược chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, đồng thời triển khai các công nghệ mới phù hợp với bối cảnh thực tế của nhà trường, tạo nên một môi trường quản lý giáo dục mới, tinh gọn, thông minh và thuận tiện.